chào mọi người đang xem kênh Sơn Sơn TV. Hôm nay mẹ của Tiên và ba của Tiên sẽ ăn món đặc sản của miền Bắc Việt Nam mình, đó chính là bún đậu mắm tôm. Ba mình chào hoài luôn á mọi người. Rồi, tại vì hôm nay á là mình có chuẩn bị sẵn một mâm bún đậu mắm tôm cho bố mẹ mình thưởng thức thử. Mấy con món bình thường giống như là trứng vịt lộn rồi phở bánh mì rồi thì quá xoàng rồi. Mình phải ăn bún đậu mắm tôm thì nó mới đẳng cấp, mới thực sự là tận hưởng được cái trọn vẹn của ẩm thực. Trời, mẹ mình làm cho ba mình một tô chà bá luôn. Chàng chàng cái bún đậu với mắm tôm nha mọi người. Hả? Thì hôm nay là có bún, có đậu, có này, có nọ, rau thơm rồi, dưa leo rồi các kiểu. Tàu hũ chiên giòn. Hả? À? Mẹ của mình cũng làm một tô. Thêm miếng dưa dưa chua nữa nha. Người Hàn Quốc có tăng trộn mọi người. Mình trộn ăn cũng được hoặc là mình chấm mình ăn cũng được. Nè nè, mẹ mình nói cái mắm tôm á giống như là mắm của Hàn Quốc. Mà đúng là giống thiệt mọi người. Hàn Quốc cũng có mắm tương tự như mắm tôm mình, cho nên ông bà ăn rất là bình thường. Mắt sờ téo. Mắt sờ téo. Ôi mà sao sao. Không? 얘는 어릴 때 먹던 맛이 되게요. 아, 네. 얘는 또 엄마들 옛날에 이렇게 조금 담았거든. 네. 젓갈. 네. mẹ mình nói hồi nhỏ có ăn mắm tôm rồi. 생선하고 생선. 네, 네, 네. 아, 이거 생선 아니에요. 그 새우인가 아니면 안 돼. 이게 생선 맛이다. 물어봐. 새우, 새우예요. 새우. 까나리. 네. 됐죠. 맨 맨 nó gọi là từ cá. Nhưng mà đây là tôm mà mọi người, mắm tôm mà. 새우라? 네, 새우예요. 근데 어떻게 생선 맛이 나지? 몇 팀 잘 먹는 거 같아? 이게 저 mọi người. Nãy giờ mình nghe cái mùi mắm tôm là mình thèm nhiễu nước miếng luôn á. Mà có nhiều người Hàn á thì họ không chịu được mùi này. Hôm nay gió thổi nhiều. Cái gì ạ? Ủa là cái đó mình nghe. Ôi mẹ mình làm thấy đậu quá mọi người. Mà xin làm vậy à? À mẹ khen ngon quá trời luôn mọi người, ngon. Ôi mẹ khen ngon nè, ngon nè. Nãy giờ được mấy muỗng là thấy bắt đầu thấm thấm rồi. Chicken도 고기물이 아마 이거를 생선 젓갈 이거를 약간 끓이게다가 딱 그 옆에 놔준다 올려준다 이거 보글보글보글 끓여 고기 찌우느라고 삼겹살하고. 아, 네. 한국에 준다 지금도. 네. Mẹ Tiên nói ở Hàn Quốc này á, giống như mình đi ăn thịt nướng hoặc là cá nướng á, là người ta cũng để cho mình một chén mắm cá nấu sôi sùng sục cái bên chén nhỏ ấy đó mọi người, cho mình chấm ăn. Hàn Quốc họ cũng ăn mắm nữa mọi người. Chứ đâu phải là không có ăn mắm đâu mà chê hay tanh chê hôi, đâu phải như bên Mỹ đâu. Nhưng mà ăn cái này xong ha, hùng nhau chắc phê lắm á. Như cơ, tôi xin cô ra sờ. Sờ rồi, bố bố hát mẹ ơi, ứng em sẽ ứng chắc mà đi nào đừng đề. Chắc cần em sẽ. Mẹ mình nói là không có chuyện đó xảy ra đâu, đừng lo. Ở Việt Nam mình Tiên thích nhất là mắm ruốc và mắm tôm. Đặc biệt là trong món bún riêu á. Giống như là cái hồn tinh túy vậy đó mọi người. Thiếu nó là không thể nào ăn ngon được. Nhiều khi ghiền lắm. Mua xoài về chấm mắm ruốc ăn mà nhiễu miếng luôn. Nhiều khi thèm tới nỗi mà múc miếng ruốc chấm ăn không vậy đó. Rồi mua thịt về xào nữa. Nó chắc tới đây được. Mẹ mình nói tưởng không ngon mà ngon không tưởng chứ.
아버님 어머님이 이거 드실 수 있으면 베트남 음식은 못 드실 수 있는 거 없어요 그러면 bố mẹ mình ăn được món bún đậu mắm tôm này là coi như là không có món Việt Nam nào mà không ăn được. Nhưng cái ẩm thực xì măng thì ý chân tôi tôi xin mèo. À, cái đấy á. Vì nhà mèo. Anh có chắc không chắc chắc à? Ủa nãy là chắc là tôi có thể ném chưa? Mẹ mình nói này có gì đâu mà hôi, này có gì đâu mà căng, không cần phải xoắn. Ôi trời. Anh. À, hồi nhỏ đó là có ăn cái món này rồi mọi người. Về tại đơn vị của kinh doanh tôi thì chắc cả tôi một tôi xíu cô su tôi một tôi xíu cô đó là một nè cái đó là nè nè gạo thơm cũng không ăn được nè ngò rí không ăn được mắm không ăn được mấy người nước ngoài khác á giờ này bị thằng nào ngồi chợ thằng đào sao thằng đào muốn kìa sao mà chửi ra ăn nó cũng không được à mẹ mình nói Việt Nam là cái gì cũng ăn chân á sợ là không có người mua cho ăn thôi. Việt Nam là mình cho mẹ mình ăn tới bến luôn. Ăn thơm này nọ rồi. Ăn được là cho ăn, còn khoái nữa. Tại đường Hàn Quốc ra đang tù. Cả cung bông nhờ tình tới chiếc kìa tôi mua tôi xin tiền. Người Hàn Quốc có nhiều người hả? Nhiều khi là món canh đậu tương còn không ăn được nữa mọi người. Canh đậu tương là một món canh mà truyền thống mà ngon cực kỳ. Ngon nhất mà. Mà Tiên thích ăn món đó lắm. Canh đậu tương. Đậu tương cái loại mà dùng để chấm thịt nướng. Nói lên sát chết ở Việt Nam mà chả muốn nó sát em đi sao? Tại vì mẹ của Tiên là một người rất là dễ ăn, ba của Tiên là một người ăn rất là dễ. Hình như là mẹ mình tôi thứ hai rồi đó. Nha, khó công, thật thà mà. Dạ. Nè. Việt Nam này không nóng cả. Nè. Ủa nãy em nóng cả. Nè. Ủa là một ăn cái gì mà sao mà cứ nóng cả một cái gì nữa. Nè. 외국 여행을 가면 딱 우리나라 음식을 찾는 사람 조금씩 있는 기라 네 미안하대 왜 그러니 뭐 네 실증까지 왔다 그래도 우리는 생각하면 우리나라에서 없는 거 난 못 네. 먹어보는 거 네. 그런 게 먹고 싶다면 외국을 가면 네. 근데 그렇지 않는 사람이 실증 따로 있는데 다시 밥을 싸가 댕기자 그런 사람이 있어 매번 nói hả có nhiều người á đi du lịch mà toàn là tìm cái món của Hàn Quốc, món của quê mình ăn không được chứ không có chịu trải nghiệm món ăn của cái nước đó. Mà xí chứ. Vậy thì đâu còn gì nữa là vui mọi người. Giờ hang cam em cứ nói đây sợ ung xích. Cứ nói tôi sợ chứ. Bây giờ muốn hoa tôm ai vô ung xích tôi ai cũng cứ giờ hang hết rồi. Cứ nói chơi mì rồi ăn đấy. Vậy mới vui đúng rồi. Chỉ là chúng tìm bảo lâu thôi. Giờ ta cho mẹ mình nói đi nước đó là phải ăn món ăn nước đó nó mới vui nó mới thú vị mới gọi là đi du lịch. Ôi. 연락도 왔어. 빠문색이 문면은 색깔이 열두 가지다. 이 색깔이 열두 가지 나온다. 아 그래요? 아 전화도에 네. 방금 nói ở cái món ở tỉnh miền Trung của Hàn Quốc các mọi người. 20. 어, là nó ra 12 loại mắm giống như vậy cho mình ăn luôn 12 loại mắm như vậy luôn. 20 món phụ. Mẹ mình ăn hai tô, ba mình mới ăn con tô à. Hèn chi ông nhỏ con hơn bà phải rồi. Mì chiên chả ăn một kinh. À, cái đẹp. Cái món này chị mì chiên chắc là ăn ngon lắm đó. Bữa nay chị bận không có ăn được. Có mua nồng, tôi sẽ gịch cho. Chị mì chiên là ăn được món này chắc luôn. Đây là hết rồi đấy. Cái món này hôm nay là của chị Nhung á, làm cho mẹ Tiên á mọi người. Tại vì Tiên á, thật ra thì cũng chưa ăn bún đậu mắm tôm lần nào mà Tiên thấy trên mạng như là có dồi, có này kia nữa mọi người. Thì chị Nhung làm kiểu như chỉ lớn tuổi hơn mình thì chỉ biết nhiều món ẩm thực đó, nên Tiên nhờ làm cho nó chính xác hơn. Tại mình cũng chưa ăn lần nào mình không dám làm. Đâu biết mùi vị gốc của nó làm sao đâu làm. Mà chỉ làm chị không lấy tiền. Mẹ trả tiền mà nó chỉ để đi để mất tính sao. Mà chỉ cho rất là nhiều luôn mọi người chị Nhung á. Ý mà em có chết mệt anh. Cưng hết biết là mẹ mình khoái chị Nhung lắm. Không. À, ý đó kìa mãi đi tôi xin là chơi mày á.
근데 밥을 먹을 일 많이 안 먹어. Mẹ mình nói lần đầu tiên mà tao ăn nhiều cỡ đó đó. Ăn nãy giờ là 2 tô 4 ngày đó mọi người. Ăn cơm cũng đâu có ăn được nhiều gì đâu. Mẹ mình ăn giảm cân ăn ngày có nửa chén cơm mà. Ok. Khoai cũng tốt, nó có những cái mùi bà bà. Mẹ mình nói còn món Việt Nam nào chưa ăn. Đâu làm cho mẹ ăn thử nữa đi con. Cái nữa một khối. À, mẹ nói cộng củ cà rốt hơi sắc hơi to chút xíu nha, sắc nhỏ lại xíu nữa. Chó của mình đặt. Sắc nhỏ lại xíu nữa là ngon luôn. Chấm rồi. Mắm tôm này mà mình chấm lòng dồi ăn cũng ngon đó mọi người. Mà mẹ khen chị Nhung làm ngon. Ủa lên mà xích xè ít rồi. Ừ, ổng chung papa chẳng. Đẹp bệ tên nam mẹ tù, bố nì kà. Nè chàng tuyệt xè. Cốp chẳng. Cốp chẳng mà xích xè. Sùn tè, tức gì? Sùn tè chung chung ít xè tè. Đáng ra cái này là mọi người chắc là phải có thêm một ít lòng. Làm heo. Cái này cà phê cho cái mồi ai bà hai chỗ đang sao đã ham được không? Mẹ tiên nói là chị Nhung đó phải mà mở rộng thêm cái quán một chút xíu nữa ha, cái thêm một người nhân viên nữa làm là bán được lắm á nghe, tại vì nấu ăn ngon á. Mẹ mình ăn có gấp đôi ba mình luôn mọi người, gấp đôi canxi luôn á. Nói chung là hôm nay mình cũng rất là vui. Tại vì ông bà ăn được món Việt Nam mình thấy rất là tự hào luôn. Nhiều khi mình coi video gì á mà có liên quan cái gì mà tới Việt Nam á, tự nhiên mình thấy tự hào lắm mọi người. Gom gớm vậy đó. Cái vũ điệu hay là cái gì của Việt Nam mình mà ra nước ngoài á, vui lắm. Ở sông chỗ, ở sông chỗ, ở sông chỗ. Mẹ mình nói này ra gà gấp cá này không? Dậm chân ủng chất rồi. Dậm chân này chạy rồi. Chị Vim hay cực kỳ. À, bên em có được bao nhiêu xài ạ? Hạt rất xài á. Ba mình làm sạch một tô luôn mọi người. Wow, sạch tô. Sạch trời á. Trời đất ơi, nếu không chịu quay phim cho che mặt kìa. Mắc cỡ. Nó kia tao chụp cái tập. Cũng có tại mày cả. Nó mắc cỡ mọi người ơi. Xin chào mọi người. Anh ơi, anh ơi. Giờ là mẹ đi ăn hết luôn nè mọi người thấy không? Ăn hết luôn. Cảm ơn bà con đã xem video nha. Đăng ký nhấn chuông, like, comment ủng hộ cho kênh Sùn Sơn TV của mẹ đi. Và kênh Facebook là mẹ chồng của Kiều Tiên nha mọi người. Mẹ chồng của Kiều Tiên, kênh trang cái trang Facebook. Còn lại là giả mạo hết nha mọi người. Còn mẹ chồng Hàn Quốc như là mẹ chồng Sùng Sơn gì đó, tất cả đều là giả mạo nha mọi người. Trời ơi, nó ăn bún kìa. À vô nó cũng phải ăn món Việt Nam lắm. Bye bye. À vô tạm biệt mọi người đi con. Tạm biệt. Mắc cỡ. Xấu xí.